chào các bạn. Hà Thương rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knew 24 h Và hôm nay có những tin tức xin nổi bật. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Theo sơ chính thức của màn kết hợp không tưởng, Tae Big Bang khoe vẻ nam tính, Jimin lịch lãm đầy trưởng thành. Trưa ngày 11 tháng 1, The Black Label đã tung tia sơ nhá hàng cho MV Vi là màn kết hợp không tưởng giữa Tae của Big Bang và Jimin của BTS chuẩn bị cho phát hành ngày 13 tháng 1. Trước đó, đoạn tia sơ trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm cực lớn của các fan. Trong video chính thức này, Tia tiếp tục gây sao xuyến bởi vẻ nam tính, quyến rũ, Jimin thì đầy lịch lãm và thời thượng. Trong tia sơ 18 giây, nhiều hình ảnh của hai thần tượng hàng đầu đã được tiết lộ. Tia gây sốt với diện mạo ngày càng nam tính, khoe múi cực nóng bỏng. Jimin thì khiến fan không thể rời mắt bởi phong cách thời thượng. Có vẻ thành viên BTS theo phong cách quý ông lịch lãm. Trong lần kết hợp cùng với đàn anh Big Bang, đứng cạnh nhau, thần thái của Taeyang và Jimin mang lại cảm giác hài hòa, tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Về âm nhạc, một phần giai điệu đã được tiết lộ, có lẽ sản phẩm solo lần này của Taeyang sẽ đúng pha nhẹ nhàng như Wedding Dress hay là Ice Nose Lips. Ngoài ra, vì sự góp sức của Jimin trong phần sáng tác, một tinh thần rất BTS cũng phảng phất trong ca khúc vai Các fan rất trông chờ đến ngày 13 tháng 1. Để được mục sở thị màn collab giữa Tê Yang và Jimin Phản ứng của netizen Nhìn hai bạn này vai và thần thái rất hợp nhau Nhưng tôi sợ bấm vào bài về hai bạn này vì phải nhìn cảnh fan chiến nhau Giọng Tê Yang mãi đỉnh You know we got that vibe Tê Yang bố một con mà đẹp trai dữ vậy Ôi mê quá đi cái giọng cất lên đã đủ thấy đỉnh rồi Jimin trông trưởng thành và chín chắn Đứng cạnh đàn anh mà không hề lép vế Quý ông Tê Yang quá cháy Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của KNew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.